Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 24 tháng 6, tại Thanh Hóa, hơn 35.000 thí sinh dự thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 đã có mặt tại 68 điểm thi để nhận phòng thi, thẻ dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Ghi nhận tại các điểm thi cho thấy, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng như việc hướng dẫn sơ đồ phòng thi được tổ chức khá chu đáo. Một số sai sót nhầm lẫn về họ tên và đối tượng ưu tiên của thí sinh đã được các hội đồng thi tiếp nhận và xử lý kịp thời. Ngày mai 25 tháng 6, thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 với môn ngữ văn buổi sáng và môn toán buổi chiều. Thí sinh cần có mặt tại phòng thi đúng thời gian. Nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, sẽ không được dự thi buổi thi đó. Thưa quý vị và các bạn, game show Sao Nhí Tỏa Sáng 2018 do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức đã thu hút sự tham gia của hơn 100 thí sinh đến từ nhiều vùng miền trong và ngoài tỉnh. Thực sự là một sân chơi mùa hè vui tươi bổ ích dành cho tuổi thơ. Ngay khi nhận được thông báo về việc tổ chức game show Sao Nhí Tỏa Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, anh Trịnh Xuân Hồng ở xã Nga Thành, huyện Nga Sơn đã đăng ký cho con trai tham dự. Đồng hành cùng con trong suốt quá trình dự thi, mong muốn lớn nhất của anh Trịnh Xuân Hồng là con trai sẽ có một mùa hè sôi động và ý nghĩa. Thành phố và nông thôn, các cái sân chơi cho các em học sinh là đang còn thiếu. Tôi thì thấy cái chương trình đăng ký Sao Nhí Tỏa Sáng là nó rất bổ ích và lý thú đối với các cái học sinh nhí. Dù được vào vòng trong hay chỉ dừng chân ở vòng lại, các bạn nhỏ tham gia sân chơi Sao Nhí Tỏa Sáng đều rất vui khi có thêm những người bạn mới, có thêm những kỷ niệm khó quên. Không chỉ có trẻ em ở những khu vực lân cận mà còn có rất nhiều những cái vùng ở xa hơn nữa vẫn có thể tiếp cận được với cuộc thi. Và đây cũng là một cái sân chơi mà có thể là cống hiến cho xã hội cũng như ươm mầm tài năng cho rất nhiều những cái tài năng trẻ. Phần thi đầu tiên của vòng hội tụ game show truyền hình Sao Nhí Tỏa Sáng 2018 với những hình ảnh ấn tượng hấp dẫn sẽ lên sóng TTV vào lúc 20:30 tối ngày mai 25 tháng 6. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, việc đăng ảnh trẻ lên mạng xã hội sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật Trẻ Em năm 2016 và Nghị định 56 của Chính phủ. Mặc dù đã triển khai được hơn một năm, nhưng quy định này vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc. Tuy đã nghe đến quy định không đăng tải hình ảnh của trẻ lên mạng xã hội, nhưng chị Trần Ngọc Hồng ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh thành tích học tập của con trai lên Facebook. Bởi chị Hồng cho rằng, việc đăng tải hình ảnh người thân là quyền cá nhân của mỗi gia đình. Bên cạnh đó, việc chưa có trường hợp nào bị xử phạt khi chia sẻ hình ảnh con trẻ trên mạng xã hội cũng khiến chị và rất nhiều tài khoản cá nhân khác không chấp hành quy định. Luật đưa ra thì cũng phải đưa ra một cách cụ thể để cho mình biết được là cái nào mình được thực hiện và cái nào thì không, và cũng phải đưa ra các cái chế tài rõ ràng. Luật Trẻ Em năm 2016 và Nghị định 56 của Chính phủ quy định các cơ quan chức năng, người lớn kể cả người thân, nếu đăng tải công bố thông tin về trẻ em trên 7 tuổi lên mạng xã hội mà không được sự chấp thuận của các em thì có thể bị xử phạt lên đến 10 triệu đồng. Đây là giải pháp nhằm ngăn chặn các hành vi bắt cóc, xâm hại tình dục, lạm dụng hình ảnh, mất cắp thông tin của trẻ. Để quy định được thực hiện, giải pháp quan trọng nhất là truyền thông sâu rộng tới cộng đồng. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật nói chung và luật dân sự nói riêng cần hướng dẫn chi tiết hơn nữa trong thi hành pháp luật. Cùng một xã nhưng trong khi các thôn khác có điện lưới cách đây hàng chục năm, thì 113 hộ dân ở cả hai thôn Tràng Cát và Sông Đàn, xã Luận Khê, huyện Thường Xuân vẫn phải sống trong cảnh mua điện nhờ của xã khác với giá cao hơn gấp nhiều lần. Từ năm 2006, gia đình anh Cầm Bá Quyến ở thôn Tràng Cát cùng các hộ trong thôn đóng góp 1,5 triệu đồng để kéo điện từ thôn Thiệu Hợp, xã Luận Thành về dùng. Vậy nhưng, tivi không xem được buổi tối, quạt thì phe phẩy, các thiết bị khác không dám mở tới vì điện không thể tải nổi. Dù mỗi tháng chỉ dùng hết trên 30 số điện, gia đình anh Quyết vẫn phải trả tới 180 đến 200 nghìn đồng. Mặc dù cái giá điện thì rất cao, phải nói thế, cả gia đình thì có một cái quạt thôi, mà nếu mà mua thêm cái quạt nữa thì cũng không đủ điện để mà sinh hoạt. TV thì cứ hay bị cháy,
Kiểu là điện nó chập chờn, lúc thì tụt, lúc thì tăng. Nhưng mà nồi cơm điện thì cũng mua, nhưng mua về nấu cơm không chín. Không chỉ phải mua điện với giá cao, sử dụng chất lượng điện yếu, tại thôn Sông Đằn, đường điện do người dân tự kéo treo lên các cọc tre, thậm chí cây lâu năm kiêm luôn cột điện, khiến nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu. Lãnh đạo xã Luận Khê cho biết, toàn xã hiện có 12 thôn với 1.550 hộ. Từ năm 2006, xã đã được đầu tư xây dựng 6 trạm biến áp, đảm bảo cung cấp điện lưới cho 10 thôn. Còn 2 thôn là Tràng Cát và Sông Đằn, với 113 hộ dân, thì đến nay vẫn chưa có điện, dù các thôn này chỉ cách đường Hồ Chí Minh vài km. Bằng sức trẻ, sự nhanh nhạy và đam mê, nhiệt huyết, nhiều sinh viên đã biến các ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực và thành lập doanh nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thời gian qua đã có hàng chục ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh được triển khai, bước đầu có hiệu quả kinh tế. Và để chấp cánh cho những ý tưởng sinh viên, các nhà trường đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ như thi ý tưởng khởi nghiệp sinh viên, thành lập mô hình câu lạc bộ nhà doanh nghiệp tương lai, câu lạc bộ sinh viên khởi nghiệp. Các em sinh viên cũng gặp rất nhiều khó khăn, như là việc làm sao đó có thể xác định được một ý tưởng nó có thể phù hợp với thị trường. Rồi là các ý tưởng này làm sao có thể kêu gọi được các nhà đầu tư, kêu gọi được vốn. Thế thì riêng đối với khoa kinh tế thì chúng tôi sẽ tham gia tư vấn giúp đỡ cho các em đưa các ý tưởng này vào thực tiễn. Đây là một trong những ý tưởng, một trong những hoạt động mà chúng tôi xác định nó là trọng tâm trong cái thời gian tới. Và hiện nay thì trong cái chương trình đào tạo của chúng tôi thì cái nội dung về khởi sự kinh doanh cũng là cái nội dung được đưa vào để tất cả các cái chương trình đào tạo trong khoa. Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng sinh viên tốt nghiệp không có việc làm là thiếu kinh nghiệm, thiếu các kỹ năng để bắt đầu công việc. Phong trào khởi nghiệp sinh viên nếu phát triển mạnh sẽ góp phần tạo cơ hội để sinh viên có thêm nhiều kinh nghiệm, mở rộng giao tiếp xã hội để có thể tự tin, vững bước trong tương lai. Bản tin 18:30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, trong đó có hoàn thuế. Tính từ đầu năm 2018 đến ngày 20 tháng 5 năm 2018, cơ quan thuế đã tiếp nhận gần 7.100 hồ sơ hoàn thuế theo phương thức điện tử, chiếm tỷ trọng gần 90% số hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế cũng cho thấy hiện đã có gần 100% doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Tổng số tờ khai đã nhận vào hệ thống là hơn 51.700.000 tờ khai. Tại khu vực lòng hồ thủy điện Iali, những chiếc máy múc hạng nặng và nhiều chiếc máy hút cát đang liên tục hoạt động hết công suất. Nhiều đống cát cao từ 4 đến 5 mét được chất đống ngay bên cạnh lòng hồ thủy điện Iali. Điều đáng nói là, dù chỉ cách Ủy ban nhân dân thị trấn Iali, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai khoảng 1 km, nhưng công trường khai thác tập kết cát trái phép vẫn hoạt động rầm rộ. Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với quy mô 600 tỷ đồng. Theo điều tra ban đầu, đường dây này do Trần Giang Ý Huệ, 22 tuổi, trú ở thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Huệ trực tiếp móc nối giao dịch với các đối tượng quản lý trang web cá độ bóng đá đặt tại Philippines. Từ đầu năm 2017 tới nay, tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc trên trang web của đường dây này là 600 tỷ đồng với hàng ngàn con bạc trên cả nước tham gia. Khoảng 3.000 sản phẩm đông y không rõ nguồn gốc vừa bị Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội và các đơn vị liên ngành thu giữ. Các sản phẩm bị thu giữ đều chưa được cơ quan y tế cấp phép lưu hành, trong đó có nhiều sản phẩm trị mụn đông y, gen trị thâm, serum tái tạo da. Đây là các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Ngọc Tú, có địa chỉ tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Thời điểm kiểm tra, tại xưởng sản xuất của công ty này có hàng trăm lít hóa chất được cho là nguyên liệu để pha chế sản phẩm dưỡng da. Công ty Ngọc Tú đã bán sản phẩm cho các hệ thống spa, thẩm mỹ viện tại Hà Nội và một số tỉnh khác, còn lại là bán hàng online. Lượng khách hàng mà công ty này quảng cáo lên tới hơn 5.500 người. Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khống chế bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Tiến, 33 tuổi, trú phường Vĩnh Hải, Nha Trang, hung thủ giết vợ rồi cố thủ trong nhà. Trước đó, Tiến đập vỡ cửa sổ quán cơm ở số 59 Đặng Tất, phường Vĩnh Hải,
thông báo là đã giết vợ, sau đó gửi đứa con trai nhỏ 3 tuổi cho chủ quán, rồi trở về phòng ở phía sau chốt cửa lại. Sau nhiều giờ thuyết phục không thành, lực lượng chức năng đã nổ súng phá cửa bắt giữ đối tượng. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.